chị đi xa đâu rồi? Chị đi xa đâu? Ồ, đi xa đi. Đi xa ăn chuẩn bị bún quá hả mà. Đúng rồi. Đó, nhóm. Ủa em Luca ơi. Shaking, shaking. Oh yeah, đó đúng rồi đó. Đến sớm thì là ôi trời. Cái bé này cũng đẹp này, dễ thương. Mà tụi nó hơi nhoi chút. Chắc quay cùng luôn là. Dạ, yeah, muốn tự do.
Quay sáng chỗ này. Đấy là đến chặt bài tóc, chặt bài tóc, anh chờ đứng lên. Ai anh chờ dễ thương, thắng là quá.
we have another round of applause for a lovely choir. Ủa, tí xa đi xa vậy hả? Ok, đứng. Giờ mới dậy nè. Giỏi. Mami. Đánh thức đi, đánh thức rồi. Chưa. Lucas. Rồi, đứng dậy. Rồi, đi xa đi. Yeah. Mm. Rồi con đợi hai em đi qua rồi con đi. Đó rồi hai em đi đi. Đó, rồi em đã đứng rồi đó. Rồi đó, đúng rồi đó. Đúng rồi. Rồi đó, đúng rồi. Chân vừa xinh này, vừa xinh tay này. Giống như mình đang ôm baby á. Rồi. À, chú ý nè. Dạ. Rồi. Rồi. One, two, three, four.
Thì sao nhìn bạn á, nhìn bạn đó. Ha ha ha.